lắng nghe cho vợ à, chồng mình thì không làm được việc đấy cả. Không chẳng biết thật đấy, thế là ai ngờ đôi bạn vợ bên này cảm nhận đấy, ông chồng bên kia ông ấy lãng mạn thật đấy, ông ấy gần như là tặng hoa cho vợ, phủ cho ông chồng mình la một lần đúng như cái thằng kiểu bạn ấy bảo rất thay là rất thay to đi. Có ở trong trang mới biết trang bao giờ, nhưng câu chuyện rất rõ là gì, chúng ta không nhìn vào cái chúng ta có mà chúng ta cứ nhìn ra cái hàng có có cũng thế thôi. Bạn phải hiểu được các quy luật rất yếu à, chồng của ai mất đấy, nói to to lên của ai, của em rằng mất đấy, chính so sánh là mất đừng kêu yeah. Và chưa mất tôi sẽ rủ ông đại đi chơi, kiểu gì mất thiếu gì đấy. Đến đây ông đại đến đây đầy thiếu gì nhá yeah. Đúng không, thiếu gì đâu, so sánh chưa ta chớ so sánh, con cũng vậy, khi chúng ta so sánh thì mất con, ngồi ở đấy là cái xác thôi, còn cái hồn nó còn theo mình đâu, nó sợ hãi mình rồi. Vì làm sao mình cứ so sánh xong mình đè mắng, mình mắng thử có mắng ngon không, có đánh không, có đánh ít, có đánh ít đó là có. Người ta hỏi là có đánh không mà tất nhiên là phải bảo đánh ít, nhưng mà chết có tất nhiên là thoáng váng, không làm chủ được bản thân, chân trụ nó không. Người ta hỏi là có đánh không, có hay không thì thôi, có không? Bởi vì làm sao, cái đơn giản là gì, thứ nhất bây giờ hỏi việc ăn là việc của ai, con. À, của con, bây giờ mình đi so cân nặng, thứ nhất một con vừa sinh ra trong bầu mang bầu thì cũng quan tâm cân nặng, đẻ ra cân nặng, một tháng cân nặng, một tuổi nặng cân, hai tuổi cân nặng, ba tuổi nặng cân, bốn tuổi cân nặng, năm tuổi nặng cân, sáu tuổi bắt đầu đi xem là làm nào. Ngay trong lúc mang bầu nó còn có hàng bao nhiêu cái gì ạ? Các cái thông tin khác nhau, các chỉ số khác nhau từ xương đùi, vòng đầu, các cái chỉ số khác nhau về mở cái xem lại cái thai giáo. À cái gì nhỉ? Cái siêu âm ấy, thấy hàng bao nhiêu chỉ số. Hãy nhớ rằng trẻ con nó không quan tâm nhiều đến cân nặng đâu. Mà vì đẻ ra, rồi đẻ ra thì nó chỉ bằng cái này thôi này. Tức là đừng quan tâm đến cân nặng mà hãy quan tâm đến xem là à, con tương tác sống như thế nào, mình tương tác cho con để các con tìm hiểu như thế nào, ok thế chưa, vấn đề là việc của ai, không có chương trình nào mọi người chuyên gia mà lại được ăn đấy, chồng thì đứng ra kia mà vợ bị ăn tèm, phải của con mà lại ép con hả? Vâng đúng rồi, cho em phát biểu tí ạ. À, có rất nhiều hôm là con em là nó no quá, nó lại đến tầm 9 giờ 10 giờ đi ngủ lại không sợ biết, thế là nó không được ngừng nữa thì nó lại phun ra. Ấy mà thôi rồi mà lại vẫn cứ thải à? Thải nhưng mà cái đoạn cách vợ này không ổn. Đúng rồi, nhưng câu chuyện rất thật này nhá, là bình thường nhá, cái đứa trẻ nó rất có ôm, nó bắt cửa thì nở ngay à, nó biết là mẹ nó là sợ nôn chớ. Không, tự dưng nó nằm nó còn chưa thêm. Không phải ạ, nó nôn nhiều, được quá. Nhiều hôm ạ, nhiều hôm nó ăn đến cái tầm mà em cảm giác nó ẹ ẹ rồi, kiểu nó không muốn ăn nữa rồi. Nhưng mà vẫn nó phải hết quán đấy. Có ai ăn con rồi, có ai ăn con rồi, có ép gì. Được rồi, em thì không ép ạ. Nhưng mà rồi em hay cởi một chặt một tay cho bố ạ. Ngồi vào ghế, ngồi vào ghế nha em, ngồi xuống ép ăn à? Kiểu ép ăn như sau, con nó bảo không ăn nữa rồi à, không vẫn cố tình à, nào ăn đi, không ăn được gì vòng tay này đứng này ngồi giữ chặt đầu này thôi, con cứ quay đâu. Nhưng chúng ta hãy hỏi mấy lần sau, mẹ mai thích ăn uống gì nhất? Cơm cái gì? Ăn cơm không, ăn cơm. Cơm cái gì? Cơm ấy. Ví
cái thịt với cá. Trả lời giống như ăn cơm cái gì? Cơm với nhiều thứ. Thế thích chắc nhất cái gì? Chúng chúng có gì thích nhất? Không biết là thích nhất. Một trong những thứ thích là cái gì? Rau. Rau gì? Rau muống xào. Rồi bây giờ sáng ăn rau muống xào, trưa ăn rau muống xào, chiều ăn rau muống xào, tối ăn rau muống xào, đêm được dậy ăn rau muống xào, có chán không? Chán. Có chán không? Có. Đang chán thì bố lại đâu ra mua thêm 5 cân rau muống xào vào đây. Lại nhồi nhất. Có ngấy không? Ngấy không? Ngấy à? Mẹ Phương đâu? Ra kia mua 1 tấn rau muống xào vào đây. Rồi đó. Có hai hùng không? Hả? À? Có bật làng không? Có thấy không hả? Có. Thế tại sao đi nhồi cháu thôi? Nhồi thì uống không nữa nào. Tôi nhớ tiếp. Nào. Có đúng không? Thế mình còn ngấy. Đây này, đọc to lên. Thiếu thì thèm. Đọc to lên. Thiếu thì thèm. Đọc to lên. Hãy nhớ một điều này, 70% đứa trẻ biếng ăn thể sinh lý, còn 30% là 70% là tâm lý, còn 30% là tâm lý là gì? Đoạn sau bị ép vào lần sau cứ nhìn thấy cái gì nó sợ, thậm chí là có đứa trẻ đang mải của em Kim này chưa hình tự nhiên đó là gì? Mẹ nó cầm cái bát ở thế này, gõ, gõ một con ngoài cháo. Thậm chí có đứa nó như mở cái đồ cơm ra, tôi ngửi thấy mùi cơm. Đúng không? Đúng không? Mẹ nó xoắn. Thế nhưng nó rất khôn. Có đứa chơi trò sau, trò nôn. Yên tâm. Nôn bởi vì nôn nó không phải ăn nữa mà. Thế lần sau nó... À nôn không phải ăn, yên tâm. Thế là sao bắt đầu vừa đưa đến đây cái mà nó báo thế nha. Mẹ đừng nhồi cho con chán rồi, cố nhồi đi. Huệ. Giống hệt bố nó lúc uống rượu say gọi em Huệ. Huệ. Huệ ơi. Yêu cô Huệ nào, bé tí mà nó đòi ra bố để yêu em Huệ. Và thậm chí là gì, con nhà chị tôi ngày xưa ấy, tôi bảo thì không nghe, thì bắt đầu nó nôn thì bà ấy sợ phải đi dọn, xong phải cầm cái bát nôn nôn đưa cái bát ra ấy rồi. Thế là sau cứ đưa cái bát thì gần gần đến nó đúng để bây giờ sao nó thành thói quen. Con em chuẩn bị nôn thì vợ em dần dần bây giờ cái chậu là nó nôn rồi. Đấy bây giờ cái chậu rồi. Hôm nay bố mẹ Mai đến chương trình này rất là đúng đắn. Không thì một khi em phóng tôi cho người tôi em đời con đời bơm bơm lại còn có người này chơi này nhá. Cái chữ anh cắt cái đầu ra rồi chữ anh to chưa đủ em quét quét lỗ mắt rồi đặt cái ống ruột gà ấy đấy ạ, xong rồi bắt đầu hàng hơn ở đấy để cho nó kín ở đây, xong cầm này mày không ăn à, quýt vào miệng. Nhưng các bạn cứ tưởng tượng đâu cái vấn đề ấy, các bạn chỉ hiểu này này, khi chúng ta ăn ấy nó không quan trọng là ăn nhiều hay ăn ít, mà quan trọng hơn đó là khả năng hấp thụ. Mà khả năng hấp thụ thì nó có liên đới một thứ cực kỳ quan trọng, đó là gì? Đó là tâm lý chuẩn. Vì nếu như căng thẳng thì làm sao ạ? Nó không hấp thụ được, đúng chưa? Ăn là vô nghĩa, càng ăn nhiều càng còi đi. Thứ ba nữa thì bạn nhầm lẫn một việc này, hệ hô hấp của đứa trẻ của tất cả chúng ta bắt đầu hệ tiêu hóa chúng ta bắt đầu từ cửa miệng đấy ạ, sau đó đi xuống và đến lỗ hậu môn. Ok, nhưng thứ nhất có mấy sai lầm sao? Một, cho con ăn đồ nóng, bởi vì ăn cái nó nóng mặt nữa luôn nhè thôi, ăn ta nuốt nhè nhè này đó, có hiểu không? Con nó bị quát và khi nuốt vậy thì nó bị hỏng mất cái hệ tiêu hóa đó. Thứ hai, chan canh cho cơm, chan canh vào cơm để nuốt cho nhanh, bởi vì sao? Khi nhai thì cái nước bọt nó tiết ra
nó đã tạo ra cái chất miễn dịch ở trong đó để nó hấp thụ ngay trên đầu lưỡi này rồi, ok, và sau đó nuốt vào thì hệ tiêu hóa chúng ta làm việc tốt hơn. Tại sao chúng ta hay bị đau dạ dày? Vì chúng ta nuốt luôn là mất đi cái khả năng để tiêu hóa của chúng ta, ok, được chưa nào? Hiểu rất rõ điều đấy đi và đừng làm điều đấy nữa. Còn ép ấy, tôi nói này, ví dụ khi mà giống kiểu đi bệnh viện ấy, trước khi mà bệnh nhân mà mổ ấy thì bác sĩ hỏi là thế đồng ý mổ nhá, yên tâm mổ xong thì sẽ sinh lên đấy nhá, nên là đồng ý thì không sao. Nhưng mà không mổ cho thuốc mổ vào, sợ ngủ rồi. Nhưng điều gì ạ, cái mạch máu này vẫn căng và lúc mổ cái là chết người là chuyện xảy ra cực kỳ lớn luôn. Biết sao không? Cái mạch máu căng này nó sẽ phun mà không thể cầm được, và cứ kẹp vào này thì nó đẩy cái sức của nó gồng mà. Chúng ta cứ tưởng tượng nó gồng lên này thì cái máu nó phun ra càng mạnh đúng không? Thì nó gồng lên và cứ nó phình to ra mà không cầm được, và sẽ dẫn đến mất cực kỳ nhiều máu và dẫn đến tử vong chết người. Thế ra là cái câu chuyện là gì ạ? Khi trước khi người ta mổ ấy là người ta phải làm tâm lý cho người ấy. Đấy ạ, những người vừa mổ cũng như thế thôi. Con chúng ta ấy, chúng ta hãy nhớ rằng là việc ăn là của con, và hãy để cho con ăn một cách thoải mái, vì ăn không phải là một chuyện, ăn là một niềm vui của mình, ok. Và khi ăn chúng ta tắt hết TV đi, tắt hết tất cả những thứ đi, dọn hết đồ chơi đi và cùng nhau con ăn một cách rất đơn giản thôi đó. Bạn hãy hào hứng với bữa ăn thì con hào hứng, còn con không ăn thì thôi, có kết không sao, yên tâm. Khi nào con sẽ ăn? Ai trả lời đấy? Ai trả lời nhỉ? Ở ngoài kia. Ai trả lời đấy? Ai đấy? Ai nói chứ đói đấy? Khi con có nhu cầu ăn, khi mà con đói và con phải hiểu được thế nào là đói. Đói. Vậy hãy để con đói. Khi bắt đầu con biết thế nào đói thì con có ăn không? Lần sau cứ đưa ra là tự nhiên ăn, kệ đi. Bạn sẽ cần quan tâm đến cuộc sống vui vẻ của con hay quan tâm đến cân nặng? Cuộc sống vui vẻ. Nếu quan tâm đến cân nặng, chúng ta đang nuôi heo. Nuôi heo để thịt rồi bán, cân thêm với bột tăng trọng vào. Tôi nói rất thật nhé, chúng ta hãy nhìn này. Người ta nuôi con chó Nhật như sau. Thứ nhất một, người ta cho ăn này, xong buổi sáng rồi cho ăn phổi. Cái ngày xưa mà nuôi con chó Nhật là nó quý, nó bán là được mấy trăm triệu ấy, là loại tốt á, còn nhẹ nhẹ cũng phải được đôi ba chục triệu, còn con yếu yếu phải con dở dở bình thường thôi phải là gần gần chục triệu. Thế là người ta phong trào đua nhau vậy mà đầu tư tiền ra, sáng đi mua phổi, xong rồi cho uống sữa, xong về dắt em đi chơi, xong rồi chải lông cho em, cả em đi bệnh ra thì họ cho em, rồi sau đó thì tắm quần áo cho em, rồi sau đó thì tắm cho em khi em bẩn, cho em nghe nhạc của mình buổi tối, cho em ngủ cùng. Thế thì mình nuôi con chắc gì đã được đấy. Nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng là chỉ con thì đấy là nuôi con thì làm gì? Ai muốn tìm hiểu tại sao chúng ta? Thôi. Sinh con ra để làm gì? Để đồng hành cùng con khám phá, chinh phục giá trị của cuộc sống. Từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi ta chết đi, làm hành trình khám phá của đời này đều từ những thứ ngu dốt, từ đến tỏ, từ những thứ không biết, gì biết, ok. Vậy suốt hành trình cho đến lúc chết là cả một hành trình khám phá. Trước khi đó chúng ta có một môi trường sống như thế này, sau đó chúng ta có môi trường sống là môi trường chúng ta đang sống, và sau khi chết còn hay không thì được, chúng tôi chết từ bao giờ chúng ta đã biết rồi. Nhưng ở đây thì tôi chưa chết, tôi không biết là còn cái gì là sao không. Đó. Theo rất nhiều cách người ta nói là còn, nhưng ở đây mình làm mình không biết, đúng không? Không biết là không biết, không biết thì có phải là biết, đúng không? Còn có khả năng là có, đúng không? Vậy thì cái sự đồng hành đấy thì mình phải để cho con khám phá. Hãy nhớ rằng là con để con trưởng thành ấy, con người chúng ta cần 18 năm
để trưởng thành về sinh lý. Nhưng để trưởng thành về mặt tâm lý thì chúng ta cần phải gì ạ? Cung cấp thông tin để chắc chắn con hiểu. Để chắc chắn hiểu thì bọn con hiểu. Vì nếu không hiểu thì chết già vẫn cứ không bằng đứa trẻ con. Đúng không? Thì vẫn chưa trưởng thành về mặt tâm lý nữa. Hãy hỏi cho chúng ta đã trưởng thành về mặt tâm lý chưa? Chúng ta đã thực sự biết mình là ai chưa? Giá trị của mình là gì chưa? Làm thế nào để mình tự lập tự chủ chưa? Mình kết nối với người khác như nào chưa? Chúng ta bị 1.000 năm đô hộ của thằng Tàu, 80 năm phát thuộc của cuộc. Chúng ta mới giải phóng dân tộc từ năm 1945 đến nay. Chưa được đầy 80 năm, đúng không? Chúng ta còn chưa hiểu được thế nào là quyền tự lập tự chủ. Và chúng ta đã không tôn trọng chính mình thì không ai cũng. Chúng ta không hiểu rõ rằng là chúng ta cần phải nâng cấp trí tuệ của mình thay vì cùng mục như trong bút mạng để kiếm tiền và cho căng thẳng giống hệt như trong cái trò chơi đổ chỗ vậy. Cùng mục như trong bút mạng quấn quýt lên cuống lên và bảo không có thời gian. Những ai muốn thực sự trở thành những người lười mà xã hội tiến bộ, có người lười mà xã hội tụt lùi, những lười mà xã hội tiến bộ, lười mà xã hội tụt lùi ai biết, những lười mà xã hội tiến bộ bạn biết chưa? Ai muốn biết cho thấy? Các bạn có thấy nóng không? Nếu bình thường với nhiệt độ này ngoài trời chắc chắn chúng ta cầm quạt nan để quạt. Nhưng có một kẻ lười vì mỏi tay nên đã làm ra quạt máy. Ok. Các bạn đi lên đây bằng gì? Có một kẻ nào đấy lười đi bộ và đã quyết định làm ra xe đạp, xe máy, ô tô đủ mặt. Và ở chương trình này làm cho các bố mẹ người lười. Tập một ngày thì tối đa 2 giờ với con, bao gồm cả thời gian nghĩ về con. Mà chỉ mất 2 giờ thôi, mà con vẫn tự lập tự chủ. Còn chúng ta tung tăng có thời gian để chăm sóc các trẻ chơi với nhau. Ai muốn? Bởi vì nếu bạn không muốn, đó là được bạn. Chương trình này sẽ tìm những người thực sự muốn trở thành những người lười. Vậy thì câu chuyện ra gì? Chúng ta hãy bắt đầu chơi trò chơi đồng hành để cùng con để khám phá, chinh phục giá trị. Vì đó chính là nhiệm vụ của chúng ta khi chúng ta sinh con ra. Nhưng không chỉ thế mà vấn đề thứ hai đó là gì? Đó là gì ạ? Theo cảm nhận của quái. Quái. Con là con nào mình đẻ ra làm sao để con theo con là nào? Mình có mất công đẻ ra nó để làm gì? Đúng không? Bà vậy. Nói nhầm à? Các bạn bị nhầm à? Các cảm nhận của ai? Các kia? Của mình chứ? Của ai? À, vẫn bật à? Của ai? Của mình hay của con? Con. Sao sao mà người ép của nó? Muốn ăn no đấy, các cảm nhận của ai? Của con. Sao sao? Lúc giờ con ăn rồi, các cảm nhận của ai? Con kia, nhờ con ăn rồi, các cảm nhận của con xong rồi. Nhờ lúc nhờ con ăn là sao cảm nhận của ai? Mẹ vừa phải đây vừa vừa lừa vừa áo vừa lừa vừa áo. Có những đứa cả mẹ thế giờ phải theo cảm nhận của cái gì? Có những đứa coi nhà hàng xóm thì em cả mẹ nó không ăn thì nó không đói. Yên tâm, thế là chưa đói. Chuẩn bị bảy ngày. Cái thứ hai thì bạn phải hỏi lại xem là cái nhà đấy không cho ăn cơm nhưng có cho ăn thứ khác không? Có mẹ bảo là em tức mình em không cho ăn rồi. Thế có cho ăn gì không? Có cho ăn gì đâu, ngoài coi như là có 2 hộp sữa, cả 4 cái bánh chocolate pie, cả ăn thêm cái bánh tráng của đứa em hàng xóm. Ăn gì đâu, còn không được ăn cơm. Quý, cái gì rồi. À, thế là lúc rồi cho con ăn là cảm thấy của ai? Hả? À, của ai to lên, làm sao cái lúc rồi con ăn thì mạnh mẽ thế? Đúng. Thế cảm thấy của ai? Nhận ra chưa? Việc ăn của ai? Con. Chắc không? Nhớ nha, bố đại làm chứng nha. Bố đại nhớ rồi đấy nha, mà bố lại về mà A Thua Tòng hôm nay tôi phải xử nặng. Lúc bạn chương trình tôi xử nặng. Không, em nói không nghe. Nói không nghe chứ từng ngồi than. Hôm nay quyết định đưa đến để. Ai đưa đến đây? Vợ đưa đến hay chồng đưa đến? Em đưa đến đấy.
Thế thì mình ngồi tha là không được. Em công việc bận nhờ hôm nay thật ra là em bố trí hết sức công việc hai vợ chồng đến cùng không có. Bây giờ câu chuyện rất thật chúng ta hãy nhìn nhá. Gia đình quan trọng hơn nên là công việc quan trọng hơn. Gia đình. Nào, ai bỏ bỏ phiếu cho gia đình? Có đúng không? Này, giờ đơn thật nhá, giờ kiểu 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 vậy thì chắc là công việc quan trọng hơn rồi. Ngày mai cho ngủ được. Nhá. Trên thực tế ra tất cả chúng ta đều bảo gia đình quan trọng hơn nhưng thực tế chúng ta lại đang cho công việc quan trọng hơn bởi vì chúng ta làm cho là à chúng ta đi làm để làm gì để nuôi gia đình nhưng cuối cùng vứt luôn cái thứ chính thành thứ phụ còn thứ phụ nay trở thành cảm tính cắm đầu cắm cổ và bảo không có thời gian thế giờ kiếm tiền để làm gì kiếm tiền để nuôi gia đình làm gì để gia đình hạnh phúc nhưng trong đó quay trở về gia đình tan nát có đang xây dựng đâu hả và khơi bây giờ khi nào em phải xong công việc đã có cả đời mới trả xong đúng không không được xong được hãy dừng ngay lại và xem như là sắp xếp để cho gia đình mình được tiến độ đúng không và chúng ta chỉ đồng ý là thời điểm này trong khoảng thời gian bao nhiêu ở gấp rút cùng lắm một tháng thôi chứ làm gì có chuyện là hết ngày này tháng nọ chúng ta đang bị quen theo cái thói là gì ạ thôi cố lên các đồng chí các con các anh chị em các bạn bè ơi chúng ta cố gắng lên 365 ngày chúng ta cố gắng 360 ngày để đến năm ngày Tết chúng ta ăn chơi vui vẻ à mùa Tết không ai chửi nhau cả đúng không để tiếng cười là một mục tiêu cũng mà và trong 50 ngày đến đúng năm ngày Tết rồi thôi cố lên thả vào anh của cháu mà đổi ơi chạy anh chạy nhau thế là hết năm này lại chờ đó năm mới 365 ngày mới tại sao phải thế cuộc đời là một hành trình khám phá mỗi một giây phút chúng ta phải tìm cách sung sướng như năm nào chả chết và thứ hai là gì không biết lúc nào chết thế mà lại hùng hục như châu phúc mà đó và cái thứ ba đó thì nếu như chỉ theo cảm nhận của ai đây của em hay theo cảm nhận của ai của mẹ của ai của ai của ai